Tập trước là cuộc hội ngộ đầu tiên của những lữ khách và nơi họ từng đến sau hơn 7 năm lên sóng của chương trình. Họ về để được thăm lại người xưa và thỏa niềm ước ao được trải nghiệm điều mà họ còn tiếc nuối. Hãy đi vào hang và cùng họ tiếp tục câu chuyện nào. Xin chào cả nhà. Hang thì thường mình tốt mấy ngày để mình khai thác hết. Cái hang này phải 3 ngày. Dạ. 3 ngày luôn. Còn 2 hang ngoài kia nữa là một hang mất 2 ngày. Lúc ra là chúng tách hai đội ra. Nhưng mà cái hang này là có hang một cái dễ khai thác nào, chứ bữa cái hang kia nó nhỏ quá là sao chú? Thì hang yếu ở đảo như nó mua màu mua vẻ. Có nhiều hang trong này thì đi những hang phải trên đỉnh núi phải thả dây xuống. Luôn dây xuống. Đi dây luôn những cái kia đó. Cái hang này là hang rộng với lại họ dễ khai thác rồi đó. Chương trình này tôi làm mất khoảng 10 ngày. Mới ngày qua đầu tiên rồi bữa nay ngày thứ hai này. Đi lên cái đầu trên nữa. Đây là mới một đảo. Nếu như 3 ngày một hang lỡ như trời mưa thì nọ là sao chú? Chúng em đi sao? Hang yếu mình là hay chim nó làm nó tránh những vị trí mưa đó. Nó nhiều chỗ nó bị tác động mưa chú phải làm cái che. Đó như làm tổ đây này, nó làm cái che không bao giờ mưa nó vào. Nguyên tắc chim yếu mình á, không bao giờ nó làm vách ngã. Thì con này nó là tổ đây nó sẽ dễ trọng đầu, làm tổ hư hết. Mà nó luôn luôn làm vách ngã này, thì cái này này. Nó không làm trồng đầu lên nhau thì sẽ là hư. Mà hay nó biết tổ là vị trí là không bị vướng cái tổ kề. Để ý rồi, để ý cơ cấu của nó làm tổ rất là hay. Né qua né lại nó tránh nhau. Ủa chú, ở đây là một lần đi thu hoạch tí vậy á, là bao nhiêu người chú? Toàn bộ lực lượng hết á. Dạ đúng rồi. 100 người, nhưng mà trong lượng đội khai thác thì cũng 50 người. Dạ. Cùng cái bộ phận khác, thống kê, kiểm soát, kiểm tra. Soát rồi. Trước khi rời hãng yến nè, làm xong rồi kiểm tra hết. Ủa, tổ yến khô gì nè, mà nếu mà ấy phải là 500 ngàn một tổ, con ngựa một tổ đó, trên 500 ngàn một tổ đó, biết đâu. Bởi vậy phải kiểm tra áo quần rồi đúng rồi. Giá trị một tổ hơn 500 ngàn. Mấy lần kiểm đảo, còn có mỗi huyết nữa. Sau này có điều kiện đi ra, thăm huyết, toàn bộ hang nó làm này. Huyết là đỏ. Điểm đỏ. Nước miếng nó màu đỏ, nước miếng nó màu đỏ. Nước miếng ấy sau này trùng cái lên đá đó. Là một phản ứng tự nhiên. Rồi, đúng rồi. Chứ đừng có nghe lời Hoàng Anh, thà mà nghe cái bảy nói đi, đừng nghe Hoàng Anh nói là hả, con miếng á, nó biết ngày mai nó chết rồi, ngày cuối cùng đó là như nó phun máu. Chút thời thở cuối cùng nha, nó phun máu là tổ. Lần trước thì Trâm với là anh Hoàng Anh á, có đi ra đảo yến một lần rồi, nhưng mà chưa có cái dịp tận mắt bước vô hang yến để mà chứng kiến từng cái tổ của yến để mà thu hoạch. Thì ngày hôm nay đã đứng tại đây rồi, thì phải nói là nó rất là hoành tráng và đồ sộ luôn á. Mình không ngờ là tổ yến ở đây nó quá nhiều đến như vậy. Và mình thấy được các anh đang thu hoạch ở đây cũng rất là nguy hiểm nữa. Thì bây giờ Trâm với là anh Hoàng Anh sẽ cùng bắt tay với các anh thực hiện những cái công đoạn để mà khai thác yến. Cùng kem đi xem nha. Trước khi tận tay hái những chiếc tai yến trên vách đá thì phải thực hiện một công việc quan trọng hơn hết, đó là bắt giàn giáo. Rồi hai đồng chí là cầm mỗi người cầm đầu thước làm đầu dây. Anh cầm điện đo bao nhiêu? Thì anh đo luôn. Quan anh là đo cắt. Cưa đây. Cây bao nhiêu mét? Cây 4 mét rồi. Cây 4 mét. Rồi thẳng dây ra. Dỡ là gì đó. Cưa từ từ. Đúng rồi. 2 mét. Cây 2 mét. Cây 2 mét đúng không? Cây 2 mét. Rồi, ok. Đó tiếp. 2 mét rút ra. Rồi quan cắt là dạ. Bức tranh đo. Tâm đo, cắt cho lấy cây 2 mét. Cái làm cái việc giàn giáo này nè, như cái mùa mà êm á là rất là an toàn, nhưng mà cái mùa mà sóng gió khổ lắm. Anh em là đi là mưa ướt á, nó trơn trợt, lên cây giăng nó trơn trợt. Chứ là hai nữa là leo giàn cao á, là phải có dây an toàn rồi đàng hoàng, có đồ bảo hộ an toàn đầy đủ để anh em đó thực hiện cho xong cái công việc. Lưỡi cây nào ngắn ngắn á để mà dùng luôn. Đây cái này nè, 2 mét rồi đó. Chỉ có tay nghe. Rồi. Rồi cây 4 mét. Cây 4 mét có rồi nha. Cây 4 mét. À 2 mét đây nè, 2 mét đây nè. Cây 4 mét. Rồi, 5 trăm.
đó, cái thấy cưa cưa nhẹ nhẹ nó đừng đừng ép nó, nó theo cho nó nhẹ lưỡi cưa, đừng ép nó lĩa để kẹt lưỡi cưa mình. Trăm nước cây 2 mét. Đây, đây đưa cho anh này. Đưa anh Tý. Không có đưa cho anh Tý á. Cây 2 mét. Khi mà cảm giác của anh bước vào cái hang yến thì ôi, tao nói nó bao la, nó yến nó hùng vĩ, và anh cũng đã chứng kiến được các anh các chú công tác khai thác yến là như thế nào, và từ công tác mà đóng những cái giàn giáo bắt lên và những cái công tác leo lên để khai thác những cái tổ yến thì qua anh thấy công việc nó rất là treo leo, nó rất là mạo hiểm và đòi hỏi những người chiến sĩ khai thác yến cần phải có một cái sức khỏe và một cái độ bền rất là dẻo dai để mới có thể làm được cái công việc đó. Hoàng Anh và Lương Viết Quang sẽ thi nhau khai thác yến để xem anh thợ nào sẽ có số lượng nhiều hơn và đạt chất lượng hơn. Nè, chụp đi, đèn nè. Hình như anh chàng này là một tay ăn yến chuyên nghiệp hay sao ấy, mà tất cả các vấn đề về yến anh làm đều rất lành nghề. Hết rồi. Anh có vẻ nhạc bây giờ chuyên nghiệp hơn lúc đầu rồi đó. Lành nghề rồi, sắp sửa lành nghề rồi. Lành nghề rồi đó. Bao lâu là mình khai thác cái này lần? Sạch sẽ nha. Những chiếc tai yến đang được hai anh chàng hái khá nhanh để xem phần thắng sẽ thuộc về ai. Trong khi đó, có một người quan tâm đến vấn đề khác. Anh, một con chim yến nè. Trứng rồi. À, có trứng, bắt trứng. Trứng nè. Ủa, nó đẻ cặp không à? Trứng. Một cái tổ nhà hai con. Sao hai con ngồi vừa ta? Vui ha, sao nó đẻ đúng hai trứng, nó dừng đẻ đúng hai trứng à? À, nó bay rồi. Công việc mà thu hoạch yến tại tận nơi, được tay mình, tự tay mình lấy dao rồi nạy vào khe đá để thu hoạch tổ yến, đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể có được cái cơ hội này. À, bên này qua bên này được không? Cái này dễ nè. Rồi, ok, đúng rồi. Do nước mà nếu mà trường hợp cái mà thời tiết mà xấu á, là vô tới đây mà khi mà anh em đương làm á, là đánh ra đánh vô lăn cù cù đó, nhưng mà anh em vẫn kiên quyết để làm xong, quá giờ quá giấc gì nó vẫn làm tốt hết, và là nó yêu ngờ đến mức độ đó chứ không có nản chế gì hết. Vậy đó, cái nguy hiểm thì ai cũng thấy và biết trước nó đang trình rập mọi lúc mọi nơi, nhưng ai cũng sẵn sàng xông pha vì cái lợi ích chung. Và cả ba lữ khách cũng vậy.
Có lẽ họ muốn một lần được thử, một lần cảm nhận, thậm chí một lần té đau hay sóng đánh lăn cù, để rồi họ sẽ nhớ, nhớ về cái nơi này mãi. Xuống, xuống. Đây, chú Hùng được kiểm tra thủ con coi. Tại vì các chú biết đúng không, chứ tụi con là nhìn vô đâu biết được đâu. Không thể nào biết được. Chú Hùng kiểm tra sản phẩm con sau với Hoàng Anh rồi. Tháo dây ra, tháo dây ra. Đây được nè. Lương biết hoàng á, hái ít nhưng mà chất lượng. Ít nhưng mà tốt hơn. Tại mấy cái tổ của con khó gỡ. Đừng đổ thừa, đừng đổ thừa. Rồi, bây giờ đem vô. Vô giao hàng. Giao hàng. Kiểm tra. So với Thọ thì không biết là anh Hoàng Anh với anh Lương với Quang á thì có đạt được tiêu chuẩn hái hay yến không? Được luôn hả? Có 93 cái mà vẫn tốt hả? Chất lượng tốt. À chất lượng dạ. 93 cái mà trong thời gian nó như ít phút à. Nhưng mà chất lượng là cỡ cổ rất là tốt. Để anh có nhìn qua rồi. Quan trọng là chất lượng tốt nhưng mà chưa cần dùng bằng tay. Còn nếu mà dùng bao tay chắc là còn tốt nữa. Nó đi hết nè. Không còn dính lại trên vách đá. Đi hết. Tổ nguyên vẹn, không có bị vỡ. Xem ra hai anh thợ này tay nghề cũng tạm. Không phá hư những chiếc tai yến đã mừng lắm rồi. Ngược lại còn được khen. Xin chúc mừng cả hai. Sau một buổi sáng đi học nghề hái yến thì khi trở về cơm nước đã xong xuôi. Nó cũng chỉ là những con cá, con ốc, con tôm nơi miền đảo xa xôi. Nó gợi lại cách đây gần một năm, cũng những thứ này đã làm họ không thể nào quên và luôn thôi thúc quay trở lại. Quảng Anh chăm với lại Quang đi chút xíu thôi mà đã nói rã rồi đâu rồi. Mà trong khi đó những người thợ họ làm từ sáng cho tới chiều, điều đó biết được là cái sức lực của họ rất là dữ dội lắm á. Thậm chí là trên tàu thì cũng như các anh các chú đang nấu cơm sẵn phục vụ cho mọi người ở đây luôn. Rồi hứa gì đi chấm? Hứa vậy, vậy bây giờ mấy chú nấu với mình buổi trưa rồi, buổi tối mình sẽ nấu nướng. Anh Quang đang nấu đồ ăn ngon lắm. Không, rồi. Tối nay Quang mà nếu mà thấy nấu không được thì hát tặng mấy chú ông bà cũng được. Rồi, xuống cả lấy chuyện ra anh tác rồi anh ơi. Thực sự thì rất là mấy chú rất là đảm đang luôn. Những công việc nấu nướng mà mấy chú ở tàu làm hết. Một bữa cơm rất là ngon mà đang chờ đón chúng ta và cảm thấy rất là cảm kích. Cảm ơn các chú rất nhiều và hy vọng là sẽ có dịp cô sẽ nấu ăn hoặc là đãi các chú một món nào đó. Cảm ơn chú rất nhiều. Tiếp theo, tàu sẽ cập bến Hòn Nội, nơi mà họ đã gắn bó suốt 24 giờ. Lần này quay lại, cảm giác thế nào đây? So với lần đầu tiên mà mình tới đây á, thì cái lần này cảm giác giống như là mọi thứ nó thay đổi quá nhiều. Bãi biển thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi, như là có nhiều cái chòi, có ghế. Rồi cảnh vật ở đây cũng vậy, thay đổi rất là nhiều. Tại vì chắc là mùa du lịch á, cho nên là ở đây mọi người có những cái thay đổi về hình thức để cho có thể thu hút được khách du lịch. Đó là chứ mình chưa quen. Tại vì hôm trước mình ra thấy mọi thứ nó rất là giản dị, nó rất là bình lặng, nó yên ả lắm. Còn hôm nay mình nhìn thấy những cái đó mình cảm giác giống như là không phải là một mình tới không, mà nó rất là nhiều người tới nữa. Mình hơi ích kỷ xíu ha. Vậy đó, hai từ thời gian vẫn luôn tồn tại. Hôm qua khác, hôm nay khác và ngày mai cũng sẽ khác. Giống như câu chuyện của những lữ khách, hôm qua còn lạ lẫm, hôm nay họ đã thân thuộc hơn nhiều, và ngày mai sự thân thuộc đó có còn không? Thôi thì cứ vui hôm nay, còn ngày mai, mai sẽ biết. Kìa, đã quá kìa. Có một con san hô màu xanh. Có cá nữa kìa, wow. Quên, dưới biển là đương nhiên phải có cá rồi. Thôi giờ mình coi cái này cho không kỹ đâu, mình lặn nhớ mình coi đi ha. Lặn. Chơi luôn, lặn đi. Yeah, lặn ơi. Lần trước là đỉnh điểm của những đợt sóng to, nhưng lần này là mùa của sự yên ả. Tất cả những cảnh đẹp sẽ hiện ra. Trước mắt là một thiên đường dưới nước. Anh cắn rồi hả? Dạ đúng rồi, anh ngậm vô luôn. Xuống nắm mình chỉ nổ vào miệng thôi nha. Mình chỉ nổ vào miệng thôi nha chị.
Mình xuống tới bệnh sửa bệnh viện luôn rồi mình sao anh? Rồi kiếm nha, coi dùm cậu gì không nha. Ủa cái mấy cá mập là mình bắt hết, mình cất rồi phải không anh? Nhốt nó vô rồi phải không? Ờ này hay này, câu hỏi này. Được đó. Bây giờ Quang xuống thám thính tình hình. Có gì lên báo cho Quang biết, Quang sẽ điều tra xuống. Ok. 1, 2. Khi mà lặn xuống thì mình cứ nghĩ là ống thở rất là bình thường thì mình cắm vào rồi thở bằng miệng thôi, nhưng thực sự phải uống nước 3-4 ngụm, cả ba người luôn. Cả ba người ai cũng phải uống nước hết á, là mình cứ chủ quan là mình cứ xuống rồi thở thôi, nhưng mà thở không được các bạn. Phải tập một thở, tập thở một vài lần thì chúng ta mới thở dưới nước được. Cho nên hôm qua là cuối cùng hỏi ra là ai cũng bị uống nước. Anh thổi mạnh lên anh. Tại cái lúc anh nhảy xuống là nước nó vô á, rồi anh lấy hơi anh thổi mạnh nó rèn cái. Nó vô không được rồi. Qua cái ống kéo quay. Rồi xuống đây không mau nữa. Em đang đi tập bơi. Thôi chưa quen á, thôi chưa quen á. Bị nó chui nước. Đây cái cá phanh mô nữa anh này. Rồi có cái cá xanh lè đẹp lắm. Ừ. Rồi anh uống nước rồi. Uống nước rồi. Anh ngậm vô. Anh chỉ ngốc cái mặt. Chỉ ngốc cái mặt, vừa mặt nước thôi, đừng cái chan nước nó vô cái cây này, cả cây này keo lên. Khi mà được trang bị là cái kính đeo với lại cái ống mà để thở á, thì Quang cũng chưa biết sử dụng nhiều, cho nên là khi mà mình nhảy xuống thì mình còn nhiều bỡ ngỡ lắm, và khi mình chưa biết cách thở. Và Hoàng Anh bị uống nước cũng rất là nhiều. Nhưng mà thì cũng được các anh chiến sĩ hướng dẫn thì từ từ Hoàng cũng đã biết cách thở. Khi mà cả ba đều không làm quen được với cảnh lặn nước thì sao nào? Không lẽ phải bỏ lỡ bao điều thú vị dưới nước sao? Rồi. Đẹp quá mà chưa được coi gì hết á. Mắt kiến kia mờ căm à. Thở miệng coi. Thở đi. Chặt ngọn. Rồi thì anh chàng này là người đầu tiên nhìn thấy và khám phá được các sinh vật dưới đáy biển. Tiếp tục thôi nào, xem dưới đó có những gì. Đẹp kìa.
mình lặn xuống dưới thì mình sẽ gặp san hô, mà con san hô rất là nhiều loại san hô, loại này loại kia, thậm chí là mình cũng có thể gặp được con sứa, rồi con hải xanh, rồi những con cá nó có thể bơi kế mình luôn. Nói chung là một cái cuộc sống, một cái thế giới ở dưới biển rất là muôn màu muôn vẻ. Đây là hải sâm nha các bạn. Con này có mình rượu hả? Dạ. Ủa đây là cái gì? Biển cả mênh mông, đôi khi kinh nghiệm cũng phải cần đến một chút may mắn nha. Dừng ở đây nè. Cái ốc mặt trăng này thì ở ngoài người ta không có bán, ăn rất là ngon. Đâu ốc nữa? Có tổng cộng 10 con nhum. Nãy ai bắt được nhiều hơn? Chắc nghĩ hai anh bắt đều quá. Ok, nói chung là hai anh hôm nay lặn rất là giỏi rồi. Bây giờ coi thử ai lặn lâu hơn. Ngồi một chỗ ngâm thôi. Người nào ngốc lên trước người đó thua. Rồi chơi, chơi luôn. Một, hai. Mười, 11, 12. Đã trải qua 12 giây rất là rồi căng thẳng mà hai anh bực cái chứ thế nào thôi lên. Vâng, anh áo đỏ và áo trắng, các bạn về thêm của ai? Anh áo đỏ thì vỗ tay nào. Ôi, thật mình tôi vậy. Anh áo trắng thì vỗ tay nào. Ủa, mình tôi vỗ. Rồi. Lại xuống hơi nữa. Lại xuống hơi nữa. Lại xuống hơi nữa. Wow, anh áo đỏ thật là sung. Tiếp anh. Tiếp anh. Mà bé đồng hồ ơi á. Ê, anh áo đỏ đang cười. Ba hiệp lận, phải thắng hai hiệp là mới thắng. Đã trải qua 13 giây rồi và bây giờ đã là 15 giây rồi mà chưa có anh nào nổi lên cả. Cho thấy được một điều là Hoàng Anh lần này quyết tâm đến cùng luôn, biết quay. Wow, chúc mừng Hoàng Anh. Wow, anh ấy vừa giơ ngón tay lên và sau đó là anh ấy nhấc đầu lên. Wow, hai đối thủ ta thật đáng gờm, đã trải qua 25 giây rồi, 30 giây rồi mà bây giờ vẫn chưa có ai trồi lên. Wow, đáng gờm, đáng gờm. Các bạn ở trên đó các bạn sẽ không thấy được cái dáng của Hoàng Anh đâu. Wow, Hoàng Anh lại thua nữa rồi. Không biết là luôn biết qua cái chơi chiêu gì không mà lại có thể ở dưới lâu dưới nước như vậy à? Không nói gì không nói. Luôn biết bạn luôn còn nói được không anh? Yeah. Mang lặn biển tìm lương thực vừa khép lại cho buổi sáng hôm nay. Gặp lại người xưa cũng đã gặp rồi, khám phá điều mới cũng đã làm rồi. Phía trước là câu chuyện gì đây? Tập tiếp theo, ba lữ khách sẽ mở đầu buổi tối bằng việc nấu cơm cho 10 người ăn. Không dễ đâu nha. Liệu Hoàng Anh có nấu được hay cả đoàn và anh em trên đảo phải ăn cơm sống? Tiếp đó là câu chuyện đêm nhiều hứa hẹn khi mây đen đang giăng kín bầu trời. Mời các bạn đón xem Lữ khách 24 giờ